Tao quảng cáo thử rồi, 2, 3, vô. Quý vị cũng đã tới trường quay. Trước mặt quý vị đang là một chiếc xe hơi đầy tiện nghi, tên là xe Lelio. Xe nội thất có 5 người ngồi, có điều hòa máy lạnh, mát, có thể ngủ được trong xe. Chúng ta tiếp tục chương trình thưa quý vị. Ok, cảm ơn. Xe này cho em hỏi đọc như nào? Xe Lelio. Thôi, mình khó quá vậy. Quảng cáo rồi. Một bằng quảng cáo, nhàm chán. Xin hỏi anh trai, mình có bằng lái chưa? Có rồi. Mình biết bên nào là thắng, bên nào là ga không? Mình làm gì cũng được, trừ khi đạp thắng vô số. Xong đạp ga là tội nghiệp nhỏ ca sĩ ngồi trên. Chào đón người chơi đầu tiên. Em chào anh. Dạ, em chào anh. Em chào anh. Tôi tên là Thái Vũ Lê Hoàng, năm nay vừa tròn 38. Dạ. Rồi, anh Hoàng đang làm công việc gì ạ? Dạ, em thì đang làm công việc về nhà đất bất động sản. Chà, là cũng cùng nghề với lại Chí Thiện đấy. À đâu có, em làm ca sĩ anh à. Một tay trái. Thì mình làm ở khu vực nào hay là mình ở đâu mình cũng làm? Em thì chuyên về quận Gò Vấp với lại Tân Bình, và một chút tí xíu ở Phú Nhuận với lại Bình Thạnh. Chà, tí xíu mà nó lan rộng quá. Mình đến đây với ai ạ? Với một người rất là đặc biệt với em, với thêm hai người bạn nữa. Thì với cái việc mà chơi chung lâu, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn là hai người bên kia. Nhưng mà không sao, người ta cũng giúp mình đó. Yeah. Nếu mà mình lấy được chiếc xe hơi thì cho người ta đi vòng. Yeah. Xin hỏi anh trai, mình có bằng lái chưa? Có rồi. Mình biết bên nào là thắng, bên nào là ga không? Mình làm gì cũng được, trừ khi đạp thắng vô số. Xong đạp ga là tội nghiệp nhỏ ca sĩ ngồi trên. Em đau đầu tim. Đúng. Em định đổi chỗ với Tú. Hả? Tại vì các bạn cũng chưa chắc ngồi đây đâu. Ủa? Tại vì anh Hoàng mà anh chọn một trong hai thì cái người đó mới ngồi đây. Mời anh bắt đầu chọn. Bằng trái tim của mình thì em chọn anh Chí Thiện. Rồi, xin mời. Thưa quý vị, như vậy là họ đã có một người nương tựa. Anh Hoàng đã có Chí Thiện. Và anh Tú hiện tại đang quảng cáo xe hơi của chúng tôi. Xe hơi đó. Ngon hơn chứ. Đâu quảng cáo thử rồi, 2, 3, vô. Quý vị cũng đã tới trường quay. Trước mặt quý vị đang là một chiếc xe hơi đầy tiện nghi, tên là xe Lelio. Xe nội thất có 5 người ngồi, có điều hòa máy lạnh, mát, có thể ngủ được trong xe. Chúng ta tiếp tục chương trình thưa quý vị. Ok, cảm ơn. Xe này cho em hỏi đọc như nào? Xe Lelio. Thôi, mình khó quá vậy. Quảng cáo rồi. Một bằng quảng cáo, nhàm chán. Và bây giờ là câu hỏi duy nhất dành cho anh Lê Hoàng. Những loài vật nào sau đây có tuổi thọ trung bình từ 70 năm trở lên? Chà, cái này cũng dễ chứ không khó lắm nha. Bây giờ thử coi những con vật đó là gì cái đã. Đúng rồi. Rùa biển, đại bàng, cá voi xanh, cá chép coi, ốc vòi voi, cá mập voi, hồng hạc và ngựa. 3 phút bình luận bắt đầu. Cái mà em chắc chắn nhất là rùa biển rồi đó. Đại bàng thì em nghĩ là không tới 70 năm đâu. Cá voi xanh thì anh có thể là 70. Cá chép coi em nghĩ cũng cá chép hình như là cỡ 50 trở xuống. Đúng rồi, em nghĩ cỡ đó. Ốc vòi voi thì em không biết. Ốc vòi voi là thực sự là cái này cũng mới nghe. Em chỉ ăn thôi chứ em chưa biết nó. Cá mập voi thì có nghe. Có thể. Okay. Hồng hạc thì hồng nghe thì chim thì chắc là em nghĩ chắc cũng không ha. Em nói đó không biết nha. Ngựa thì chắc chắn ngựa là sẽ có trên. Thì ngày xa xưa là người ta sử dụng ngựa rồi. Rồi, đúng rồi. 70 năm thì cho về đường nó làm chuyện khác. Mình cưỡi nó không được thì đúng cho rồi. Đi bộ một vòng. Còn con ngựa đâu được 70 tuổi đâu. Ngựa lên được 50 tuổi chết ngắt rồi. Người ta tính nói là tuổi thọ trung bình từ 70 năm trở lên. Là em nghĩ là rùa biển nè. Đầu tiên mình có rùa biển nè. Đúng rồi, cá voi xanh nè. Cá voi xanh. Cá mập voi nè. Đại bàng có được không? Đại bàng hả? Thấy... Đại bàng thì em phân vân á. Cái đó là anh quyết định. Chắc chắn là rùa rồi. Đại bàng nè, cá voi nè, cá mập chép voi. Không phải. Không, cá mập thì em không biết, nhưng mà em nghĩ là ba câu đầu là đúng rồi đó. Ốc vòi voi về ốc thì ốc vòi voi nó là một con đột biến thì sao anh? Nhưng mà ốc thì em nghĩ nó không có thể nào trên 70 được. Nó thành yêu quái rồi. Không, anh cũng nghĩ là không thể nào mà ốc mà có thể mà nó sống lâu dữ vậy. Dạ đúng rồi. Năm 300 năm thôi. Nhiều khi ốc hút ốc len xào dừa gì đó.
Có. Ốc len sầu dừa em biết là nó sống được bao lâu á anh? Nó sống tới khi nó lên cái dĩa là nó chết rồi. Nó sống tới khi nó lên cái dĩa là nó chết rồi. Đúng rồi. Đúng không? Cá chép coi là chắc chắn không phải rồi. Con hồng hạc là không phải rồi, con ngựa là không phải rồi. Chỉ con cá mập voi thôi là đúng và sai thôi. Thời gian bình luận với nhau đã hết. Bây giờ lúc anh Lê Hoàng đưa ra lựa chọn đầu tiên, xin mời. Đó, chọn những con mình biết hết đi. Như vậy là anh Lê Hoàng đã lựa xong. Bây giờ là thời gian dành cho Chí Thiện lựa chọn, xin mời. Em cũng nghĩ là những con đó. Đó, ảnh tôi bấn sai kìa, con ngựa kìa, đó. Vậy mình chỉ lại trừ trong đây là cá chép coi với hồng hạc thôi đúng không anh? Đúng rồi, với lại con ngựa. Em nghĩ nó trên 50 à, chứ nó không nào trên 70 ngựa. Chí Thiện đã chọn xong chưa? Thôi em xong. Trùng khớp. Nếu như anh Lê Hoàng giữ nguyên cái lựa chọn này ở lần lựa chọn tiếp theo và lựa chọn này trùng khớp với lại đáp án của chương trình thì anh Lê Hoàng mang về chiếc xe hơi và chiếc thiệt được 10 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi những người thân của anh gợi ý và anh sẽ thay đổi thì câu chuyện lại khác nữa. Chúng ta đến với những người thân trong xe hơi. Đây, mời hạt kính nào. Theo ý em là mình sẽ bỏ con cá chép coi, con hồng hạc và con ngựa. Bởi vì con đó nó sống rất là ít. Tăng thêm con đại bàng và con ốc vòi voi. Ốc vòi voi nữa. Ngựa là bỏ đi. Ngựa cũng không sống lâu đúng không? Ngựa không sống lâu đâu. Ngựa chỉ tối đa khoảng 50 năm đúng không? 50 năm. Ngựa chỉ 50 năm thôi. 40 năm. Còn đối với con cá chép coi là con này là chỉ cần thay đổi môi trường là mau chết lắm. Thông tin mà mình biết ở đâu? Em coi trên Google á. Đại bàng không được phải không? Đại bàng đâu? Đầu em là Google. Đại bàng là con sống lâu. Khoan nè, anh ngồi phía sau nói đầu ảnh là Google đó. Ghê vậy. Rồi hết thời gian. Mời cái kính lên nào. Cái người đàn ông tên là Hiển, ông nói đầu tôi là Google nên ông biết tất cả mọi thứ. Ghê thật. Mời lựa chọn cuối cùng. Có tin vào ông bạn Google của mình hay là không? Cá chép vào, cá voi không? Cá voi xanh, đại bàng. Ông bạn Google có cả đại bàng nữa đó. Anh nói hồi nãy đại bàng. 5 giây còn lại. Bỏ nè. Cá mập voi. 4. Cá mập 3. Rồi. 2. 1. Kết quả đã được chúng tôi ghi nhận. Không biết đúng không? Cứ coi như là đúng đi. Hãy đến ngay 39 đại lý ô tô Suzuki trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.